Thưa quý vị, vào sáng nay mùng 8 tháng 8, một đám cháy lớn đã bùng phát tại khu công nghiệp Quang Minh ở Mê Linh, Hà Nội. Vụ cháy phát sinh cột khói đen bốc cao hàng chục mét, trong đám cháy có phát ra nhiều tiếng nổ. Đám cháy được xác định tại một xưởng sản xuất linh kiện điện tử của công ty Đài Loan. Theo đó, khoảng 6 giờ sáng nay, ngọn lửa xuất hiện tại nhà xưởng sản xuất linh kiện điện tử của một công ty Đài Loan trong khu công nghiệp Quang Minh, tiếp đó bùng cháy dữ dội. Vị trí của nhà xưởng này thuộc lô thứ 13, khu công nghiệp Quang Minh, diện tích nhà xưởng này khoảng gần 5.000 m². Ngay sau khi xảy ra vụ cháy, lực lượng phòng cháy chữa cháy của huyện Mê Linh và thành phố Hà Nội đã nhanh chóng đến hiện trường để chữa cháy. Theo người dân, vụ hỏa hoạn phát sinh cột khói đen bốc cao hàng chục mét, trong đám cháy có phát ra nhiều tiếng nổ. Rất may vụ cháy không có thương vong về người, thiệt hại về tài sản đang được thống kê. Nguyên nhân vụ cháy cũng đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.